Tập 6: Vây ngụy cứu Triệu.再快点，驾驾驾驾。外臣赵离，外臣Triệu Ly xin khống kiến đại vương。请起。Mời đứng dậy đi。谢大。Tạ ơn đại vương。说吧。Nói đi。赵国。Nước Triệu đã xảy ra chuyện gì rồi？Bằng quyền nguyên soái của nước Ngụy dẫn 10 vạn đại quân xâm phạm nước Triệu. Hàm Đan, kinh đô nước Triệu đang nguy cấp đến nơi rồi. Khánh đến để xin quân cứu viện ư? Đúng thế ạ. Chúa công của thần nói, nếu đại vương đưa quân sang cứu nước Triệu, thì chúa công của thần sẽ dâng 3 tòa thành trì cho đại vương. Bằng quyền đã nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nước khác, thật là đáng ghét. Quả nhân có ý muốn đem quân sang giải cứu nước Triệu. Nhưng chưa biết ý của các đại phu trong triều thế nào. Trao lý sứ giả, sứ giả Triệu Ly, hãy nghĩ về nhà khách của ta trước. Để ta và các đại phu trong triều bàn xong sẽ quyết định. Hãy thế nào? Vâng ạ. Ngoại thần xin chờ sự quyết đoán của đại vương. Xin cáo từ. Các vị hiền thần, các bạn, nói đi. Cứu nước Triệu đối với nước ta có lợi hay không cứu thì có lợi? Đại vương, không cứu nước Triệu thì có lợi ạ. Vì sao lại có lợi? Hàn Đan là kinh đô của nước Triệu, nên chắc chắn nước Triệu không dễ dàng vứt bỏ nó. Tất phải liều chết để chống lại nước Ngụy. Cho dù nước Ngụy có công phá được Hàm Đan thì lực lượng cũng bị tổn thất lớn. Như vậy sự đe dọa của nước Ngụy đối với nước ta sẽ giảm bớt. Nếu đại vương đem quân sang cứu nước Triệu, tất phải có một trận quyết chiến. Tạm thời chưa nói rằng nước Tề ta không phải là đối thủ của nước Ngụy. Cho dù là đối thủ của nước Ngụy thì hai bên cũng đều bị thương vong. Bởi vậy thần cho rằng không cứu nước Triệu thì có lợi ạ. Tướng quốc nói cũng có lý đấy. Đại vương, thần không thể tán thành cách nói của tướng quốc được. Vì thần cho rằng cứu nước Triệu sẽ có lợi cho nước Tề ta. Lợi ở chỗ nào? Nước Triệu và nước Tề đều là kẻ địch của nước Ngụy. Nếu nước Triệu bị tiêu diệt thì nước Ngụy sẽ dốc toàn lực để đối phó với nước Tề ta. Như vậy thì sự đe dọa đối với nước ta không những không giảm bớt mà còn tăng thêm. Nếu đại vương đem quân đi cứu nước Triệu, tránh khỏi tai họa mất nước, thì chắc chắn Triệu Cường sẽ suốt đời cảm ơn đại vương. Như vậy, khi nước Ngụy xâm phạm nước Tề ta, nước Triệu tất phải dốc sức giúp đỡ, khiến nước Ngụy đầu đuôi khó ứng cứu được nhau. Vậy thì nước Ngụy không dám ngang nhiên xâm phạm nước Tề ta. Bởi vậy, cứu nước Triệu sẽ có lợi cho nước Tề ta. Điền tướng quân nói càng có lý hơn. Đại vương, những điều Điền tướng quân nói đương nhiên là có lý. Nhưng không biết đại vương có nghĩ đến chuyện đội quân nước Tề ta đã nhiều lần thất bại dưới tay Bằng Quyên. Nếu lại bị Bằng Quyên đánh bại ở nơi đất khách quê người, thì không những không cứu được nước Triệu mà toàn thể đội quân của ta sẽ bị tiêu diệt. Đại vương, tướng quốc nói rất phải ạ. Cho dù đại vương có đưa quân sang cứu nước Triệu cũng chưa chắc cứu được nước Triệu, cho nên không cứu nước Triệu thì hơn ạ. Đại vương, vi thần cũng tán thành việc không cứu nước Triệu. Vi thần cũng tán thành. Đại vương,
Đại vương, nếu không cứu nước Triệu thì nước Triệu ta sẽ bị tiêu diệt. Nước Triệu bị tiêu diệt thì nước Tề cũng sẽ không tồn tại. Điền tướng quân, xin đừng dùng lời lẽ đáng sợ để đe dọa người khác. Nước Triệu bị tiêu diệt thì vẫn có thể cùng với nước Sở, nước Tần, nước Hàn và nước Yên kết thành đồng minh. Nước Ngụy không thể tiêu diệt được nước Tề ta đâu. Tướng quốc, không biết ngài hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ đây. Lần này nước Ngụy xâm phạm nước Triệu, những nước mà ngài nói đều sợ nước Ngụy, không dám đến kính. Sau này nếu nước Ngụy xâm phạm nước Tề ta, chẳng lẽ các nước đó lại không sợ nước Ngụy ư? Điền tướng quân, không phải là ta giả vờ hồ đồ đâu. Lời nói của ngài ta cũng hiểu. Nhưng đội quân do tướng quân chỉ huy không phải là đối thủ của Bàng Quyên, thì sao có thể cứu nước Triệu được? Ta có thể giao lại binh quyền cho người có tài chỉ huy. Điều này ngài phải nói từ sớm mới phải. Giờ thì đã quá muộn rồi. Trong tình hình khẩn cấp hiện nay, đừng nói là không tìm được người đó, mà cho dù có tìm được thì người đó cũng không phải là đối thủ của Bàng Quyên. Ta có thể tìm được người đó, nhất định sẽ đánh bại Bàng Quyên. Nói quá thì ai chẳng nói được. Người đó là con cháu của Tôn Vũ, là người được truyền thụ binh pháp Tôn Tử. Anh ta tên là Tôn Tẫn. Tôn Tẫn ư? Sao ta không nghe thấy nói đến người này nhỉ? Điều đó chứng tỏ là tướng quốc ít hiểu biết thôi. Vậy thì thần tính cử Tôn Tẫn làm đại tướng quân, anh ta nhất định sẽ đánh bại được Bàng Quyên. Những điều Khanh nói rất hợp với ý của quả nhân. Khanh hãy nhanh chóng mời Tôn Tẫn vào cung. Tuân lệnh. Thiên Giang Quân. Điền tướng quân. Nhìn đợi đã. Khoan đã. Đại vương, đại vương có điều gì sai bảo ạ? Quả nhân sẽ cùng Khanh đi mời Tôn Tẫn. Thảo dân xin bái kiến đại vương. Tôn Tẫn, quả nhân đến mời Khanh đây. Đại vương đích thân đến mời Thảo dân. Quả thật là Thảo dân rất lo. Chỉ có điều là Thảo dân đã có lời hẹn trước đây với đại vương chỉ làm quân sư, không làm đại tướng quân. Quân sư không có quyền chỉ huy quân đội. Tài trí của tiên sinh khó có thể phát huy được. Quả nhân không yên tâm. Thảo dân rất hiểu Điền tướng quân. Điền tướng quân rất chịu khó lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu Điền tướng quân làm tướng quân thì tài trí của Thảo dân vẫn có thể phát huy đầy đủ. Tôn tiên sinh, trước mặt các đại phu ta đã đồng ý giao lại binh quyền. Giờ nếu lại làm tướng quân thì chẳng phải là lật lòng ư? Tiên sinh đừng nên thoái thác nữa. Điền tướng quân, không phải là tôi thoái thác đâu. Đại tướng quân là người thống soái đội quân cả nước, cần phải có sự uy nghiêm. Nhưng tôi là người tàn tật, sao có thể thống soái toàn quân được? Đại vương, xin cứ để Điền tướng quân làm đại tướng quân, Thảo dân làm quân sư thì ổn thỏa hơn. Thôi được, ta sẽ theo ý của tiên sinh. Nhưng quả nhân nói trước, chinh chiến là chuyện lớn, nhất thiết phải theo ý kiến của quân sư. Nếu lần này lại thất bại bởi quân Ngụy, thì quân sư và Điền tướng quân cùng tội như nhau. Thảo dân hiểu ạ. Tiên sinh đã là quân sư, thì đừng nên xưng là Thảo dân nữa, mà phải xưng là thần chứ. Vi thần hiểu ạ. Đại vương, xin vào hàn xá của vi thần nghỉ ngơi ạ. Xin mời. Trung Ly cô nương, ta dự tính là khi Bàng Quyên xuất quân thì ta đã đến cùng Quế Lăng rồi. Khi cô nương nhận được tin chắc chắn về Bàng Quyên đã xuất quân thì hãy lập tức đến vùng Quế Lăng tìm doanh trại của quân Tề. Ta sẽ chờ cô nương ở đó. Được, tiếp biết rồi. Quân sư, sứ giả nước Triệu xin gặp ạ. Mời vào. Vâng. Tôn tiên sinh, tôi đi trước đây. Việc này rất quan trọng, dọc đường phải cẩn thận đấy. Thì biết rồi. Tôn tiên sinh còn nhận ra tôi không? Ngài là Triệu Ly, thương nhân nước Triệu ở quán trọ nước Ngụy đấy. Thì ra ngài là sứ giả của nước Triệu. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Tôn tiên sinh, Bàng Quyên không thể ngờ rằng người chỉ huy quân đội nước Tề lại là ngài.
他也更想不到，hắn cũng không ngờ rằng tôi không sang nước Triệu mà sẽ sang nước Ngụy. À, sao? Sao? Ngài không sang nước Triệu? Đúng. Đúng thế. Vậy thì sao phải quay cho Hàn Đan được? Nếu quân Tề đi nhìn dặm xa xôi sang nước Triệu, thì đội quân mệt mỏi đó khó có thể giành được chiến thắng. Như vậy thì không những không cứu được nước Triệu mà bản thân quân Tề cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Giờ ta sẽ đem quân sang nước Ngụy. Nước Ngụy đang để chống, bằng quyền tất sẽ phải rút quân. Như vậy thì chẳng phải là đã giải vây cho Hàm Đan được rồi ư? Nếu bằng quyền không chịu rút quân thì sao? Lúc Tề uy hiếp Đại Lương kinh đô nước Ngụy thì bằng quyền không dám không rút quân. Nhưng khi nước Tề còn chưa tạo nên mối nguy đe dọa cho Đại Lương mà bằng quyền đã công phá được Hàm Đan thì sao? Nếu quả thực là Hàm Đan yếu ớt như vậy, không cần đợi chúng ta đến nước Triệu thì quân của bằng quyền đã công phá được Hàm Đan rồi. Tôn tiên sinh, theo ta biện pháp chắc chắn nhất là vẫn nên đem quân sang nước Triệu. Như vậy thì quân của hai nước Tề và Triệu sẽ trong hòa với nhau, bằng quyền nhất định sẽ phải rút quân. Nhưng biện pháp chắc chắn nhất lại thường là ngược lại. Bài yên tâm đi, là nhất định sẽ buộc bằng quyên phải rút quân là được chứ gì. Có phải là ngài sợ bằng quyên không? Ta không những không sợ hắn mà chắc chắn là sẽ chiến thắng được hắn. Nói thì dễ nghe đi, theo ta, ngài đúng là sợ bằng quyên rồi. Ngài đừng nên kích ta, kích ta cũng chẳng ăn thua đâu. Ta sẽ không thay đổi ý định của mình đâu. Xin cáo lui. Tiên sinh, lệnh tiễn của ngài đâu? Ta không có. Quân sư đã có lệnh, nếu không có lệnh tiễn của người thì bất kỳ ai cũng không được phép rời khỏi doanh trại. Mệnh lệnh của một kẻ nhát gan như chuột ta không phục tùng. Bản đã, ngài nói như vậy là có ý gì? Quân sư của các vị sợ bằng quyền, mệnh lệnh của ông ta ta không nghe. Nói vớ vẩn, nếu quân sư sợ bằng quyền thì sẽ không đem quân sang nước Triệu giải quyết chẳng hạn. Các vị không sang nước Triệu đâu mà là sang nước Ngụy. Ai bảo như vậy? Quân sư của các vị, vậy là ngài đã nhục mạ quân sư của ta rồi. Nhục mạ ư? Đó chính là điều mà ông ấy đích thân nói ra. Nếu không phải thì sao? Thì ngươi hãy giết ta. Được, ngài hãy chờ đấy. Quân sư, nghe người ta nói ngài không định đánh sang nước Triệu, có đúng không? Tướng quân hỏi chuyện đó làm gì? Tôi muốn biết. Giờ chưa nên cho tướng quân biết. Có phải là ngài sợ tôi biết không? Không phải là sợ, mà đây là phép dùng binh. Tôi chưa nghe ai nói đến phép dùng binh như ngài. Thôi được, ta nói cho tướng quân biết. Tôn Tử nói, công việc của tướng quân là phải trầm tĩnh, kín đáo, nghĩa mưu, quản lý quân một cách công bằng nghiêm minh, phải che giấu sự nghe ngóng của binh sĩ, khiến họ không được biết gì về những hành động quân sự của mình. Câu đó có nghĩa là khi thời cơ chưa chín muồi thì những mưu kế của tướng quân không thể để cho những thuộc hạ của mình biết được, nếu không những thuộc hạ đó sẽ không thể thực hiện hoàn toàn theo đúng mưu kế của tướng quân. Mưu kế của quân sư ta đã biết rồi. Ngài muốn sang nước Ngụy mà không sang nước Triệu phải không? Nếu phải thế thì sao? Ngài sợ bằng quyền, không dám sang nước Triệu. Đúng là ngài đã làm mất mặt nước Tề chúng tôi rồi. Ai bảo như vậy? Chính ta nói. Ta vừa mới nói đấy. Đây đâu, lôi hắn ra ngoài. Phạt đánh 30 trượng. Tôn Tử, ngươi thật to gan. Sao ngươi không hỏi ta là ai? Ta nói cho ngươi biết, ta là em họ của đại tướng quân, là công thần của nước Tề. Ta đã trải qua trăm trận giết được hàng ngàn kẻ địch, tại gương mặt ta còn phải kính nể. Ngươi dám đánh ta? Ngươi thật quá đáng, không biết lượng sức mình rồi. Ta không cần biết tướng quân là ai. Tướng quân đã coi thường quân sư thì phải phạt đánh tướng quân. Hãy lôi ra ngoài, phạt đánh 40 trượng. Các ngươi dám ư? Lôi ra ngoài, phạt đánh 50 trượng. Kẻ nào chống lệnh, chém. Điền tướng quân xin lỗi nhé. Xuân Binh, đi. Ngươi là kẻ nhát gan, ngươi đã làm mất mặt người nước Tề rồi.
孙膑，等等，你这个胆小鬼，你给我们齐国人丢脸！住手！咱待。田将军，怎么回事？孙膑害怕庞涓，不敢去照顾。我责问他为何不去照顾，他就对我动用杖刑。如此胆小鬼！你退，chúng ta đi gặp đại tướng quân để bãi miễn cái tên nhát gan đó. Tôi đi tìm đại tướng quân. Đúng, đại tướng quân cũng chẳng ăn thua đâu. Đại tướng quân cùng tôi là một ý. Đại tướng quân cũng giống ý của ta. Ngươi hồ nói. Ngươi nói vớ vẩn. Đại tướng quân không phải là kẻ ham sống sợ chết đâu. Đây không phải là chuyện ham sống sợ chết. Mà đây là bí mật trong các chiến của quân đội. Bí mật cái con khỉ. Ngài không sang nước chịu thì đánh nhau với ai? Đánh nhau với ai không phải là chuyện mà ngươi nên hỏi. Tôi nhất định hỏi đấy. Tôi khuyên ngươi không nên hỏi. Đừng nên hỏi. Nếu không, một vị bị phạt đánh không dễ chịu đâu. Cho dù có bị tử hình, ta cũng phải hỏi cho rõ. Lại đây. Mày đâu? Trọng hình 30. Phạt đánh 30 triệu. Để xem các ngươi kẻ nào dám động đến một sợi chân của ta nào. To gan. Ngươi dám dùng binh khí để đe dọa quân sư. Quân pháp không thể dùng thế được. Sẽ lôi ra ngoài cửa doanh trại, chặt đầu để thị uy. Các ngươi đều muốn chết cả. Ngươi cũng chết còn hơn để người khác đánh đầu cổ chỉ là nhát gan. Tôn Tận, ngài phải nói cho chúng ta biết tại sao lại không sang nước triệu. Ta đã nói rồi. Đây không phải là việc mà các ngươi nên hỏi. Ngài không nói, tức là sợ Bằng Quyên rồi. Một kẻ nhát gan như ngươi thì không xứng đáng làm quân sư. Chúng ta sẽ gặp đại tướng quân để bãi miễn hắn. Gặp đại tướng quân để bãi miễn hắn. Đại tướng quân, đại tướng quân, không cần tìm đâu, ta đã đến đây. Đại tướng quân, quân sư. Đừng nói nữa, ta biết cả rồi. Mọi việc đều theo ý kiến của quân sư. Đây là ý chỉ của đại tướng. Đưa Tào tướng quân ra ngoài cửa doanh trại, chém đầu thị uy. Thiên sư, thủ hạ có chỉ, hãy nương tay chém chết cho Tào tướng quân. Quân sư. Tào tướng quân vì Điền quốc này mà đắc tội với quân sư. Nếu quân sư muốn giết, thì xin hãy giết Điền quốc này. Điền tướng quân, đang ngài 的属下违反军纪, khi thuộc hạ của tướng quân vi phạm kỷ luật quân đội, nếu tướng quân không trừng trị theo quân pháp, thì sao có thể duy trì được sự tôn nghiêm của kỷ luật quân đội? Khi tướng quân ra lệnh, mà mệnh lệnh đó lại không có sai lầm, nhưng nếu tướng quân lại rút lệnh đó về, thì liệu có ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của quân lệnh không? Một quân đội kỷ luật không nghiêm, quân lệnh không có uy, thì kỷ luật quân lệnh có thể đẩy vào đứng nước sôi để bỏng không? Có thể chiến thắng được kẻ địch hùng mạnh không? Đem Tào tướng quân ra cửa doanh trại, chém đầu thị uy. Quân sư. Quân sư, tại sao quân sư nên nói với các tướng về mục đích thật sự của việc vây ngụy cứng chịu? Như vậy thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Và Tào tướng quân cũng không đến nỗi phải chết. Đại tướng quân, nếu đem mục đích của việc vây ngụy cứng chịu nói với mọi người, thì người đông như vậy khó tránh khỏi bị lộ tin tức ra ngoài. Bởi vậy, chúng ta cần phải giấu họ mục đích thật sự của chúng ta, phải làm ra vẻ thực sự muốn tấn công nước Ngụy. Cho nên phải phong tỏa tin tức này mới có thể che giấu được việc quân đội chúng ta đột nhiên xuất hiện. Bằng Quyền là một kẻ rất biết tầm quân, nếu Hư Trương Thanh Thế hắn sẽ không sợ. Điều hắn sợ là sự bí mật bất ngờ. Ta hiểu rồi.
大王，đại vương, 孙膑带兵去了美国。Tôn Tẫn đã đưa quân sang nước Ngụy ạ. Ấy, Triệu Ly sứ giả Triệu Ly, Tôn Tẫn đã nói với quản nhân rồi. Ông ấy bên Ngụy để cứu Triệu. Đại vương, bên Ngụy cứu Triệu chỉ là một mộng tưởng hão huyền thôi. Chắc chắn là Bàng Quyên sẽ không mắc lừa Tôn Tẫn đâu. Ý của Tôn Tẫn là mượn quân của đại vương để trả thù riêng của ông ta. Đại vương. Đại vương, nếu Triệu bị Bàng Quyên chinh phục, rồi hắn đưa quân sang nước Ngụy, thì họ có thể giữ được. Đại vương, cứu nước Triệu không những là vì nước Triệu mà còn vì nước Tề nữa. Nước Ngụy hùng mạnh, cho dù có bỏ trống trong một thời gian ngắn, thì Tôn Tẫn cũng khó có thể đạt được nguyện vọng của mình. Nếu Bàng Quyên công phá Hàm Đan rồi lập tức rút quân về, thì quân Tề nguy mất. Quản nhân sẽ lập tức sai người lệnh cho Điền Kỵ dừng việc đánh nước Ngụy, đưa quân sang nước Triệu. Quân sư. Quân sư. Đại vương có lệnh. Đại vương có lệnh yêu cầu chúng ta dừng việc đánh nước Ngụy mà đi sang nước Triệu. Khi kế hoạch tác chiến đã được xác định thì điều đáng sợ nhất là sự tùy tiện thay đổi. Nếu không đi thì khi đại vương chắc tôi khó có thể ăn nói được. Cái làm tướng bên ngoài có khi lệnh vô cùng không làm theo. Tuy nói như vậy nhưng đại vương phải nhất những tướng quân làm trái với mệnh lệnh của đại vương. Mệnh lệnh của đại vương là cứu nước Triệu. Chúng ta khiến Bàng Quyên rút quân thì không làm trái với mệnh lệnh của đại vương. Đại tướng quân, nếu đại vương trách tội thì mọi tội sẽ để cho hạ quan gánh vác. Không, mọi tội lỗi sẽ phải để ta gánh vác, bởi vì ta là đại tướng quân. Quân sư. Đại vương, ngoài biên thùy có tin đưa về nói là đại quân của nước Tề đang áp sát biên thùy. Chúng cuốn cờ in chấm tiến sang nước Ngụy chúng ta, muốn tiến thẳng vào kinh đô đại đường. Nước Tề muốn làm gì nhỉ? Vi thần cho là nước Tề nhân lúc Bàng Nguyên Soái đem quân đi đánh nước Triệu đã tấn công đại lương. Hắn dám ư? Quả nhiên sẽ điều Bàng Nguyên Soái về khiến chúng có nhưng mà không có gì. Đại vương, sắp đánh chiếm được kinh đô Hàm Đan rồi. Nếu lúc này mà điều đội quân của Bàng Nguyên Soái về thì mọi công lao trước đây sẽ mất hết. Nếu không điều quân của Bàng Nguyên Soái về thì ai có thể ngăn chặn được đại quân của nước Tề đây? Quân Tề đã nhiều lần bại trận trước chúng ta, bọn chúng không có can tấn công vào đại lương được. Vậy phải giải thích thế nào về việc đại quân nước Tề tiến vào đại lương đây? Bọn chúng chỉ hư trương thanh thế, thừa cơ đoạt lấy những thành trì ở biên giới của chúng ta mà thôi. Nếu không phải thì sao? Có thể thử ạ. Thử thế nào? Hãy lệnh cho quân ở biên giới tập kích quân Tề ở dọc đường, nhất định quân Tề sẽ phải bộc lộ ý đồ của chúng. Hay lắm, ý định đó hay lắm, cứ làm như vậy đi. Quân sư! Quân sư! Quân sư, quân của chúng ta bị quân nước Ngụy tập kích. Tiền quốc tướng quân sao mà tướng đến hỏi là có nên tiêu diệt bọn chúng không? Cứ mặc kệ chúng, tiếp tục tiến lên. Rõ. Đại quân nước Tề chẳng đếm xỉa gì đến sự tập kích của quân ta ở vùng biên giới mà vẫn tiếp tục áp sát đại đường. Xin đại vương hãy lập tức triệu Bàng Nguyên Soái đưa quân về nước. Đại vương, cứ nên chờ xem. Còn chờ đến lúc nào? Chẳng lẽ đợi đến khi quân Tề công phá đại lương mới điều Bàng Nguyên Soái đưa quân về ư? Thần vẫn cảm thấy quân Tề không phải là đến đánh đại lương đâu. Nếu không đến đánh đại lương thì là vì cái gì? Tôi chưa thể đoán ra. Có thể là không đoán ra được thì đừng có đêm đoán mò. Đại vương, nếu do dự nữa thì đại lương sẽ nguy mất. Thôi được, hãy sai người đem binh phù phóng ngựa lên truyền lệnh của quản nhân, lệnh cho Bàng Nguyên Soái lập tức rút quân về để bảo vệ đại lương, tiêu diệt quân nước Tề. Tuân mệnh. Tuân lệnh. Nói đi.
Nói đi. Đại vương có mệnh lệnh gì? Đại quân nước Tề đang áp sát Đại Lương. Đại vương lệnh cho Bàng Nguyên Soái nhanh chóng rút quân về. Người hãy mau về bẩm với Đại vương. Sau khi công phá Hàm Đan xong, ta sẽ lập tức rút quân về. Bàng Nguyên Soái, nếu Nguyên Soái đánh xong Hàm Đan mới rút quân về, thì Đại Lương có thể bảo vệ được. Dụng ý của quân Tề không phải là muốn chiếm Đại Lương đâu. Ý của quân Tề chính là chiếm Đại Lương đấy. Bọn chúng dọc đường đi cuốn cờ yểm trống bất chấp sự quấy nhiễu của quân đội giữa hiện tại, mà chính quân và Đại Lương, trung nhân lúc Nguyên Soái chưa rút quân về đã công phá thành Đại Lương. Sao? Người nói là chúng cuốn cờ yểm trống ư? Việc này đội quân biên ải đã tận mắt nhìn thấy. Nếu như vậy thì mưu đồ của quân Tề chính là Đại Lương rồi. Tướng quân nước Tề vẫn là Điền Kỵ ư? Nghe nói là như vậy. Điền Kỵ không có gan làm như vậy đâu. Điền Kỵ mấy lần bại trận dưới tay Nguyên Soái, nhưng hắn nhân lúc Nguyên Soái không ở trong nước, công phá Đại Lương để rửa mối nhục đó. Hắn đừng có nằm mơ. Nếu ta rút quân về thì hắn khó mà có đường quay về nước được. Nguyên Soái nói rất phải, cho nên Đại Vương mới mời Nguyên Soái nhanh chóng rút quân về. Nhưng chỉ mấy hôm nữa là sẽ chiếm được thành Hàm Đan. Nếu lúc này mà ta rút quân về thì mọi công lao trước đây đều mất hết. Tuy Hàm Đan không phá được, nhưng Nguyên Soái đã tấn công ở trung tâm nước Triệu. Quân nước Triệu liên tiếp thua trận. Nước Triệu đã mất chính diện cây công. Lúc này Nguyên Soái rút quân về, tiêu diệt đại quân nước Tề. Sau đó đánh sang Tề, nước Tề chẳng thể nào chống cự được. Nước Tề mất, nước Triệu cũng phải cúi đầu xưng thần. Người nói cũng phải. Lại nhân! Bày đâu? Nguyên Soái, hãy truyền lệnh của ta, nhổ trại rút quân. Nguyên Soái, không đánh Hàm Đan không? Đánh hay không là việc của ta, việc của ngươi là truyền lệnh của ta. Rõ. Khoan đã. Nguyên Soái, còn có điều gì sai bảo ạ? Hãy nói với các tướng quân nhà, hãy lặng lẽ hành động. Ta cũng sẽ cuốn cờ yểm trống. Rõ. Quân sư, đêm khuya rồi hãy quay về đi. Đợi thêm một lúc nữa. Trung Ly Xuân sắp quay về rồi. Nếu không có tin về việc Bàng Quân rút quân thì làm thế nào? Vậy thì sẽ tương kế tự kế tấn công vào Đại Lương. Thành trì của Đại Lương rất kiên cố, dễ phòng thủ khó tấn công. Hơn nữa mặt trước và mặt sau của chúng ta đều có kẻ địch. Nếu không công phá được thành thì sẽ bị kẻ địch khống chế. Chính vì như vậy, chúng ta mới nắm chắc là sẽ công phá được Đại Lương. Quân sư, lời nói của quân sư ta không hiểu lắm. Binh pháp Tôn Tử nói, đặt mình vào chỗ mất thì mới còn, đặt mình vào chỗ chết mới sống được. Chúng ta tấn công Đại Lương là không có đường rút lui, không thắng tất sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy, tất cả các binh sĩ phải liều chết để tấn công. Chúng ta đông hơn kẻ địch gấp 10 lần thì sao có thể không công phá được Đại Lương? Có lý lắm. Một khi thành Đại Lương bị phá thì Bàng Quyên không muốn rút quân cũng phải rút quân. Hay lắm. Nếu không có tin về việc Bàng Quyên rút quân thì chúng ta sẽ tấn công Đại Lương. Đúng thế. Cô ấy đấy. Tôn tiên sinh. Bàng Quyên, Bàng Quyên đã rút quân rồi. Giờ này Bàng Quyên vốn coi thường nước Tề, lần này rút quân về chắc chắn chia quân làm hai ngả. Ta dự tính là Bàng Quyên tất sẽ theo đội quân tiên phong tiến thẳng vào Đại Lương. Chúng ta sẽ mai phục ở Bùi Quế Lăng, nơi hắn nhất định sẽ đi qua, khiến hắn trở tay không kịp, nhất định sẽ thất bại. Quân sư, mặt tướng muốn lập công trị tội, hãy để cho mặt tướng là người đầu tiên tiến đánh Bàng Quyên. Không được. Quân sư, ngài không tin tôi ư? Ngài có thể hỏi đại tướng quân. Điền quốc này khi chiến đấu không tính gì đến chuyện sống chết, sẽ dũng mãnh giết địch không bao giờ rút lui. Điều này ta rất tin, nhưng điều ta không yên tâm là tướng quân sẽ không làm theo kế hoạch tác chiến của tôi. Tôi sẽ làm theo quân sư. Ngài nói đi, ngài muốn tôi đánh thế nào, tôi sẽ đánh như vậy. Ta muốn tướng quân thua trận. Sao? Thua trận? Đúng. Người đầu tiên rất kích đánh nhau với Bàng Quyên phải thua trận.
Như vậy mới có thể dẫn dụ bằng quyên tiến vào vùng đất mà chúng ta đã bao vây. Quân sư, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thua trận. Nhất định sẽ thua trận. Không những phải thua trận, mà phải làm ra vẻ thua trận thật. Không để cho bằng quyên nhận ra một chút sơ hở nào. Tôi nhất định sẽ làm được. Tốt lắm. Vậy ta sẽ để tướng quân là người đầu tiên xuất phát đánh nhau với bằng quyên. Hãy đưa lá chắn lên phía trước, cung tên ở phía sau. Rõ. Tiền quân biến thành hậu quân, hậu quân biến thành tiền quân, rút lui. Bằng quyền, ngươi không chạy thoát đâu. Ngươi là ai? Sao ngay đến sư huynh của ngươi cũng không nhận ra ư? Ngươi không phải là sư huynh của ta. Sư huynh của ta đã chết rồi. Ngươi có nhìn thấy xác Tôn tiên sinh không? Đó là tế ve sầu thoát xác. Giờ ngươi hiểu rồi chứ? Chỉ là một kế mọn cho ngươi thành công một lần. Vậy hãy để ta thành công trước lần này. Đây là kế vây ngụy cứu Triệu. Bằng quyền, ngươi đã bị bao vây rồi. Hãy buông vũ khí, bó tay chịu chói. Nếu không chắc chắn ngươi sẽ phải chết đó. Ngươi đừng có nằm mơ. Quân đội nước Tề các ngươi chỉ là đồ rác rưởi, không ngăn nổi ta đâu. Vậy hãy thử xem.